trải nghiệm lần đầu tham gia tổ chức offline tại sự kiện Nhật Bản lớn nhất năm sẽ như thế nào? Cùng theo dõi vlog của Pinh Lê nha! Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với vlog của Pinh Lê. Hôm nay là lần đầu bọn mình bắt một chuyến bay muộn như này cùng với nhà xuất bản Kim Đồng bay vào Sài Gòn. Ôi giời ơi, cơn say máy bay lại bắt đầu rồi. Lần này bọn mình sẽ tổ chức một buổi offline One Piece có tên là We Are One cực kỳ hoành tráng. Và đặc biệt chương trình này sẽ nằm trong một lễ hội Nhật Bản lớn nhất nhì trong năm, đó chính là Color Fiesta. Dự kiến người tham gia sẽ lên tới 5-7.000 người lận. Quá đã luôn các bạn ơi. Đến nơi thì Sài Gòn cũng đã tối rồi, bọn mình chỉ kịp check in và lượn lờ đi mua đồ rồi lăn đi ngủ luôn. Ngày hôm sau thì mình cùng vợ đã thuê một chiếc xe máy để có thể vi vu ngắm nhìn Sài Gòn được nhiều hơn. Ngày đầu tiên là phải đi sắm sửa mấy cái áo One Piece để offline thôi. Vừa hay thì bộ phim Red cũng sắp công chiếu nên là áo One Piece cứ phải gọi là hàng loạt luôn. Tha hồ mà chọn. Mua xong áo thì mình sẽ cho các bạn xem qua một vài phần quà hấp dẫn tại buổi offline. Đầu tiên chính là chiếc poster khổng lồ có hình trang bìa của 3 tập 99, 100, 101 One Piece. Hình ảnh bản quyền 100% nên là in sắc nét không tì vết. Quá đẹp. Tiếp theo là 3 chiếc bìa limited mà fan One Piece đang cực kỳ săn đón. Và chiếc bìa này chỉ được tặng kèm khi đến sớm xếp hàng tại buổi offline mà thôi nhá. Hàng hiếm đấy. Đang quay thì gặp một vài bạn fan hâm mộ xin chụp ảnh chung. Hạnh phúc quá các bạn ạ. Đi tiếp thì bọn mình tìm thấy một chiếc máy gắp gấu. Và với danh hiệu chiến thần gắp gấu thì mình rõ ràng không thể nào mà bỏ qua được rồi. Hãy xem chiến thần gắp gấu ra tay đây các bạn ơi. Cuối cùng thì bọn mình cũng gắp được một vài con mang về tặng cho các anh em. Sài Gòn bắt đầu đổ mưa và bọn mình đi ăn tối, gặp một vài đối tác rất quan trọng trong sự kiện. Cùng với thằng nào đây nhỉ? Ăn nhậu vui vẻ rồi thì giữ sức ngày mai tổng duyệt nào. Buổi sáng hôm sau thì bọn mình ăn uống nhanh rồi tất bật chuẩn bị cho các file, slide, câu hỏi cũng như là video clip để chuẩn bị cho buổi tổng duyệt. Buổi trưa tiện thì bọn mình rẽ qua quán cơm của các anh streamer nổi tiếng để ăn, ngon dã man. Chiều là bắt đầu bọn mình sẽ đến địa điểm tổ chức để ngó qua một vòng. Và thứ nổi bật nhất trong cái sự kiện này chắc chắn là cái này. Đó chính là bức tranh dài mê ly của One Piece kỷ niệm 25 năm phát hành các bạn ơi. Wow, không thể tin nổi là nó có thể đẹp như thế này các bạn ạ. Tuyệt vời. Trời ơi, nắng quá, chiếu thẳng mặt. Và đây cũng chính là địa điểm tổ chức buổi offline của bọn mình. Có màn hình LED khổng lồ này. Và ngay sau đó thì bọn mình bắt đầu tổng duyệt chương trình. Các tiết mục này, rồi các câu hỏi trò chơi đều được tổng duyệt trong ngày hôm nay. Giới thiệu với các bạn, đây là video phỏng vấn mình làm riêng cho sự kiện này đấy. Tổng duyệt xong mệt quá thì bọn mình lượn lờ đi ăn bánh bao các loại anh em ạ. Tìm được quán nhìn rất là sang xịn mịn luôn. Rồi thì cùng ly chúc sự kiện thành công nào. Vừa rồi là em trả đĩa MC hơi vui tính một tí, nhưng mà thôi, cùng ly nào, ăn thôi. Đồ ăn ở đây vừa đẹp mắt mà lại còn ngon mê ly luôn. Ăn một lần là quên lối về. Quá là đỉnh. Và cuối cùng thì ngày ấy cũng đến, lễ hội Color Fiesta kết hợp cùng offline We Are One của nhà xuất bản Kim Đồng. Sự kiện bọn mình chiều mới bắt đầu, giờ thì lướt qua xem là Color Fiesta có cái gì nào. Bên ngoài thì ôi dồi ôi, toàn là những món ăn mang đậm bản sắc Nhật Bản. Nhìn thôi là đã chảy hết cả nước miếng rồi anh em ạ. Hấp dẫn quá. Khán giả thì nườm nượp xếp hàng kéo dài rằng rặc. Số lượng ước tính cũng phải gần 5.000 bạn rồi đấy. Đúng là cái sự kiện Nhật Bản quy mô nhất năm có khác.
tuyệt vời. Giờ là lúc check in cho các bạn xếp hàng từ sớm vào sự kiện của bọn mình này. Bên trong nhà thi đấu lúc này thì coi như xong, ngập tràn các bạn trẻ tới nô nức tham quan và mua đồ trong gian hàng của các bạn họa sĩ. Đông quá trời đông luôn. Và tất nhiên một trong những khu vực hút khách nhất chính là triển lãm mô hình One Piece. Ở đây tập hợp tất cả các loại figure từ nhỏ vài trăm nghìn cho tới figure khổng lồ vài trăm triệu. Nói tóm lại là lác hết cả mắt luôn các bạn ạ. Cùng xem qua nào. Là đại diện của triển lãm fix anh Lê Đức Anh nhá, đẹp trai chưa? Ok, lượn lờ chán rồi thì mình bắt đầu vào phòng họp và bắt đầu chuẩn bị cho offline. Ở đây thì bọn mình sẽ chuẩn bị các món quà tặng. Ngang xuống xem nào. Và mất thời gian nhất chắc chắn là phần cuộn gần 2.000 cái poster này để dành tặng cho các bạn tham dự rồi. Ủa ôi, rồi ôi, người ta nói cuốn mà cuốn trẹo hết cả tay luôn các bạn ạ. Và đây là thành quả sau mấy tiếng cuộn poster của chúng tôi đây này. Rồi thì bạn Hậu đại diện Color Fiesta cũng vào và chúc cho chương trình thành công tốt đẹp. Được rồi, ra sân khấu thôi anh em ơi. Sự kiện đã bắt đầu rồi, ghế ngồi cũng đã được chuẩn bị đầy đủ. Các fan cũng nô nức tới ổn định vị trí. Chương trình của bọn mình diễn ra nói chung là suôn sẻ và tốt đẹp. Một dấu mốc kỷ niệm quá là ấn tượng. Một vài hình ảnh cho sự kiện của bọn mình đây này, mọi người nhìn qua nhá. Chương trình đã thành công tốt đẹp, mọi người cũng thở phào nhẹ nhõm và ăn mừng cùng nhau. Mình cũng gặp được rất là nhiều fan hâm mộ. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Ban tổ chức quyết định dẫn nhau đi ăn tối xả stress tại một quán ăn khá là rộng, lớn. Đồ ăn cũng chất lượng. Sáng hôm sau đi về và trước khi đi về thì bọn mình quyết tâm là phải tới trung tâm thương mại Nhật Bản nổi tiếng ở đây. Bọn mình quyết định sẽ trải nghiệm chiếc máy gacha quay lấy figure. Đã chơi thì phải chơi cho chán rồi mới về đúng không anh em? Vợ mình làm chuột bạch thử nghiệm một chiếc máy quay Doraemon trước này. Và anh em ơi, đúng là nó nôn ra figure thật anh em ạ.
Thế là mình đã yên tâm và quay thử chiếc máy Gacha One Piece. Mục tiêu của mình là quay được ra em figure Luffy này các bạn ạ. Hy vọng là sẽ thành công. Giờ thì quay thôi nào. Và kết quả thực sự không thể nào mà mỹ mãn hơn. Trước khi bay thì bọn mình được nhà xuất bản Kim Đồng chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh mời một bữa sushi no nê căng hết cả bụng luôn anh em ạ. Thật sự cảm ơn các anh chị rất là nhiều ạ. Tất nhiên là không thể không cảm ơn các bạn Sài Gòn đã cháy cùng bọn mình ở trong sự kiện. Thực sự là một kỷ niệm rất là đáng nhớ đối với mình. Hẹn gặp lại tất cả các bạn trong một dịp không xa nữa nhá. Rồi thì bye bye, hẹn gặp lại nhá.